Xin chào cả nhà nha. Thì bạn Dũng đã trở lại rồi. Thì cả nhà có nghe được những cái âm thanh gì không? Thì mình nói nhỏ nhỏ thôi, bất công rồi. Bạn nữa nó chửi nữa là thôi rồi luôn rồi cả nhà. Vâng, xin chào cả nhà đã đến tới video của Vương. Vương chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình nha. Ngày hôm nay thì Vương sẽ dẫn cả nhà đi ăn một cái món ở lề đường gọi là phở bún bò. Ngày hôm nay thì hiện tại giờ Vương đang đứng ở đây, gọi là cái khu vực đây là gọi là khu vực Tháp Chàm nha cả nhà. Thì Tháp Chàm thì cái con đường này tên là đường Tự Đức. Ngay chỗ cái hẻm 235 thì ở đây có một cái bảng, thì ở đây chỉ có một cái bảng là phở bún bò, bò tái nạm viên, hủ tiếu giò, nói chung là đầy đủ luôn rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay thì Vương sẽ thưởng thức thử ở đây, không biết nó ngon hay không nha cả nhà nha. Bây giờ mình đi qua đây. Con chào cô. Dạ. Ở đây mình còn gì không cô? Còn đầy đủ không ạ? Dạ, đầy đủ luôn hả? Ngày hôm nay là mình bán món gì không cô ạ? Bún bò, hủ tiếu. Dạ. Phở bò, tái nạm gân, bò viên, giò. Dạ. Chả. Dạ. Bây đầy đủ con ạ. Gì vậy? Vậy cho con một tô bún bò nạm ở cái gân gân á. Dạ, cho con tô. Ủa, con xin lỗi cô nha. Nãy giờ con cũng quên hỏi cô tên gì luôn cô. Cô tên Hiền. Cô Hiền. Thì cô Hiền cho con một tô bún bò nạm, nạm gân rồi á. Thì ở đây là cô bán là từ lúc mấy giờ đến mấy giờ cô? Cô bán từ 5 giờ đến 1 giờ trưa. Dạ, là 5 giờ sáng hả? 5 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Dạ. Chiều quá là bán từ 4 giờ đến 10 giờ đêm. Vậy là mình bán giống như là bán cả ngày luôn không cô ha? Chỉ có nghỉ giấc ăn trưa thôi. Nghỉ giấc trưa thôi. Dạ. Vậy thôi trưa cho... để chế biến đồ á, rồi để chiều bán. Dạ. Vậy thôi cô cho con 2 tô nha. Thì bây giờ thì Vương sẽ qua bàn đây ngồi thưởng thức cái món ăn ở đây như thế nào nha cả nhà. Đây là một cái nồi nước lèo này cả nhà. Thì ở đây thì những miếng thịt to và phụ và những đôi bàn tay khéo léo và làm những tô phở rất là đã luôn. Và bỏ những món ăn lên và những cái màu sắc hành phi này kia nọ rất là đẹp. Và đây, wow, đây là nước lèo của bún, hồi nãy là nước lèo của hủ tiếu nha cả nhà. Dạ rồi, đây cho con đây cô. Rồi để đây luôn cô. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Wow. Thì bây giờ thì Vương sẽ thưởng thức thử cái món bún bò này nó như thế nào nha cả nhà nha. Wow. Đây. Thì Vương xin mời cả nhà cùng thưởng thức với Vương. Xin mời bạn Dũng luôn nha. Bạn thấy cái bốc khói rồi lên đã không? Thì nó hoài thơm. Thơm. Thơm cực kỳ luôn. Bây giờ Quân sẽ thưởng thức thử miếng nước nè. Wow. Nó ngọt mà nó ngon gì đâu các bạn. Cái nước ở đây là vừa ăn luôn. Dạ con cảm ơn cô. Nước ở đây là vừa ăn luôn bạn. Nó rất là ngon. Và bây giờ Vương sẽ ăn thử một miếng nạm. Uhm.
đó mà nó không có dài, nó cứng và nhiều, ăn đó là đã. Và ở tô ở đây thì có một miếng huyết này, hành này, rồi đậu phộng này, và hành lá này, nói chung là bò này, nó đầy đủ màu sắc luôn. Thì bây giờ thì để cho bạn Dũng vào cái video để thưởng thức thử cái món bún bò nó như thế nào nha. Xin chào cả nhà nha. Thì bạn Dũng đã trở lại rồi. Thì cả nhà có nghe được những cái âm thanh gì không? Thì làng xóm cái bên cải lộ mới cả nhà. Thì thôi, những cái đó thì cả nhà cũng thông cảm cho làng xóm. Giờ bạn thưởng thức thử cái món miếng nước đi. Thức thử miếng nước thử như thế nào? Nó rất là đã luôn. Cái mùi nước lèo đó thơm cả nhà. Đây, mình nhường cho bạn cái micro. Ok, vừa luôn. Wow, nó ngon hơn tất cả các loại quán bún bò mình đi đúng không? Đúng rồi luôn. Không mà hôm đó giờ bạn chưa ăn bún bò đúng không? Trên cái video của mình. Đúng rồi, chưa ăn bún bò tên nha. Hôm đó giờ bạn ăn bún bò này ở đâu chưa? Mình ăn cũng nhiều rồi, nhưng mà thấy cái đây ok này vừa. Ở đây nước ở đây rất ngon là ngon đúng không? Ừ. Thì cả nhà cứ thưởng thức thử món ăn ở đây. Bây giờ tôi xin mời cả nhà nha. Mình bỏ một tí lâu rau vô trong cái đây mình ăn nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Vừa ăn rau ha Vương. Quên, mình ăn rau vô nó mới ngon cả nhà. Đây là xóm tên cả tổ đó, con mất tập trung để ăn. Mời cả nhà nha. Nước ở đây ngon lắm rồi. Nước ngon á. Công nhận cái nước đây bà cô làm ngon thiệt. Vương ăn bún bò chắc cũng nhiều hơn Vương hơn, nhưng mà so sánh với là cái đây là thấy cái đây như thế nào? Nói chung là ở đây mình nói là gọi là ngon nhất ở Ninh Thuận mình luôn á cả nhà. Thôi nói là nơi mà cần mình từng ăn, còn Ninh Thuận mình còn rất là nhiều chỗ bán ngon. À, cũng ngon lắm. Nhưng mà mình thấy cái cảm giác hồi đó giờ mình thưởng thức á, cái nước ở đây rất là ngon. Đúng rồi, công nhận cái nước là ngon rồi cả nhà. Là nó vừa ăn luôn, nó mặn mặn mặn, nó rất là ngon, mặn mặn ngọt ngọt, và nước nó rất là thơm, nó ngon, cực kỳ đã luôn bạn ha. Ngày hôm nay thì mình tải cho bạn ăn bún bò chửi. Thì ngày hôm nay thì vừa ăn mà vừa nghe chửi lộn cãi lộn làng xóm xếp bên. Thì mình nói nhỏ nhỏ thôi, mất công là bà nữa bà làng xóm cái bên qua và chửi nữa là thôi rồi luôn rồi cả nhà. Nếu mà hàng xóm khỏi chửi là phải ngờ im lặng mà nghe nha, không được lên tiếng nghe chưa, không được mà chửi lắng chuyện, không được mình không được dám nhìn vào nó luôn, nó cảm giác nữa cô chửi lầy luôn á, là chết luôn á, chết niềm của mình luôn á. Rồi rồi thả ôm đâm đồ tập mình được rồi. Lần đầu tiên mà hai anh em mình
có cảm giác là bồ ăn bồ buồn. Thì lần đầu tiên mà gặp cái cảnh này luôn đó nha. Bò ngon, bò rất là ngon luôn cả nhà. Nhưng mà cái bì là gọi là bún bò chửi. Này là bún bò không phải là phở đâu bạn. Bún bò, bún bò. Cả nhà coi miếng gân này. Giờ miếng thịt đó. Mời cả nhà nha. Dù hơi mình ngại người nữa, cậu bằng cái ghế của bạn. Đến tiền giờ luôn á. Đến tiền giờ đúng không? Nó biết sao giờ cả nhà. Thôi mình ráng cố gắng thưởng thức cái món bún bò. Nhưng ở đây bún bò nó vừa nóng vừa ấm, đã không? Hôm đêm mới trời hình như là đang mù ở cái nhà. Mình nghĩ là chắc là từ chiều cũng mưa rồi cơ mưa. Với thời tiết như vậy là chắc chiều mưa ở cái nhà. Hy vọng đừng mưa. Đúng rồi. Để anh em mình làm nhiều cái video để chia sẻ tới tất cả mọi người và cả nhà. Với lại mưa mà chị á, tôi dịch cho mấy người 500 lắm cái nhà. Mong là có mưa để cho khổ lắm luôn. Rất là ngon luôn cả nhà. Chỗ bún á thì nó dai cả nhà. Dai. Đúng rồi. Ngon. Bún này ngon. Hôm nay mình ăn chúng cái miếng đậu phộng á. Nó thơm trong miệng mình á, nó đã. Béo. Ngon quá cả nhà. Rất là ngon luôn. Vương ta tóc hành quá. Không mà ở đây nó ngon, cũng ngon mình ăn nó nhanh. Mà cả nhà có cảm nhận như mình nghĩ không? Vương á, thường thường ăn cái gì ở cái miệng của Vương á, cũng thấy ngon á cả nhà. Tuy là mình ngồi ở ngoài á, là mình thấy Vương ăn á là mình chịu không nổi luôn á cả nhà. Phải không? Thật là vậy luôn á. Dạ. Vương xin mời cả nhà nha. Cái miệng của Vương ăn cảm thấy ngon á. Tại vì Vương ăn ngon mà. Vua ăn ngon thì phải vua, cái miệng của vua phải ngon chứ. Wow, ngon quá. Wow. Nước là không cạn nổi.
Wow. Wow. Có miếng nước mà nó muốn đổ mồ hôi luôn này cả nhà. Rất là ngon á. Rất là đã luôn. Mình nghĩ là ở đây thì có một cái lời đường ở đây thì cũng nhỏ xíu thôi, nhưng mà bán rất là ngon. Nhưng mà ở đây rất là xa ở nhà của Quân, rất là xa luôn. Quân chạy từ ở nhà để đặt đồ này. Mình cũng kiểu như mà anh em tụi mình bộ ăn cũng đột bộ đề phòng lỗ ghế à gì bay ra cái là né liền bay ra cả nhà. Thì nói chung là làng xóm thì không phải là ngày nào cũng bị cãi vã gì vậy đâu, thì nó chắc là nghĩ là lâu lâu là có cái sự cố gì ức chế hay gì đó, thì người ta trong chuyện gia đình nữa người ta cũng có tí xíu vậy. Thì cả nhà cũng thông cảm cho làng xóm của cô bác cỏ nha cả nhà nha. Nhưng mà thì mình ngờ mà tại vì có cái gì á mình tàn mình liếc qua liếc lại để nhiều khi có cái vật gì á nó bay qua thì mình có thể là mình né bèn Dũng mà không né nữa trúng bèn Dũng. Hả? được không đang tốt đang tốt Vương ơi giỡn thôi, né cũng phải né chung nha đúng không? Nên nói với mấy anh em mình hay đùa giỡn thì cho vui lắm cả nhà, để tạo ra cái tiếng cười á, thì thoải mái á. Thì bạn cảm nghĩ cái món phở này sao? Đã không? Thật sự là cái tô bún bò và cô làm đúng chất lượng rồi cả nhà. Nước lèo thì nó thanh ngọt, rồi bún á thì nó không có bở nha cả nhà, nó dai rất là dài, ăn ngon. Đinh cái đầu họng mà cả nhà mà nhai vô á nó béo béo á, nó làm rồi. Ăn cái kích thích cái khẩu vị mình ăn á cả nhà nó sẽ ngon hơn, rất là ngon. Ấy dạo này bạn ăn yếu nha. Mình sạch bát cái tô luôn rồi còn miếng nước à. Do trong hình cả nhà thấy nhỏ vậy, trước cái tô đây là cô làm rất là nhiều luôn á. Tô sạch bát à, tô bự, tô đại. Nói chung là miếng cái nước á luôn muốn hấp hoài rồi cả nhà, tại nước quá là ngon luôn. Chẳng làm thêm tô quá. Vương thêm tô nữa Vương ăn đỏ không? Nếu mà Vương ăn thêm tô nữa là mình làm chừng một tháng là mình lên béo phì luôn á. Nói chung là một tô nữa thì Vương cũng có thể là Vương ăn nổi luôn á cả nhà. Vương cũng ăn nổi luôn, nhưng mà mình ăn một buổi sáng thì mình ăn cho nó đủ người no thôi, chuẩn no quá. Tại vì Vương còn phải đi làm công việc khác nữa, có nhiều công việc lắm. Thì mình cũng đã ăn xong rồi, thì mình sẽ ra đây uống miếng nước đá hả? Wow, xô đá này đã lắm cả nhà. Ô, Vương xin mời cả nhà luôn nha. Wow, rất là đã luôn cả nhà. Thì cô tính tiền con luôn đi cô. Dạ ở đây rất là rẻ luôn, thì 25.000 một tô, hai tô chỉ có 50.000 thôi, mà mình ăn mà no mà rất là đã luôn cả nhà. Thì bây giờ con gửi tiền này cô.
Ở đây bún bò của mình cực kỳ ngon luôn á cô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi con về nha. Ở đây con nấu là không có cái gì mà kêu bằng bỏ gì hóa chất không? Hóa chất không bao giờ. Dạ. Từ xương với lại xương tư. Dạ, xương tư. Dạ. Xương với lại thì, đồ tư không? Thì được cái cô được cô chia sẻ thì nói chung là tại con cũng đi ăn nhiều á, nhưng mà con thấy là con xét là ở đây cái nước lèo của mình nó cực kỳ ngon luôn đó, và cái con bún nó rất là dai, ăn nó rất là đã đó. Cảm ơn mấy dạ. con nha. Dạ con cảm ơn bữa cô rất là nhiều. Dạ bữa khác thì anh con ăn gì anh nữa. Thì hiện tại giờ khách đang vô thì bây giờ Vuông cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của Vuông. Vuông chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình nha. Thì Vuông mong cả nhà ghé vào đây ăn ủng hộ cô để cô có thêm một cái thu nhập nào đó. Thì cô cũng bán ở lề đường thì cả ngày, chỉ có buổi trưa là nghỉ thôi cả nhà. Thì mong cả nhà ghé vào ủng hộ và đừng quên để lấy cho Vuông một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vuông có cái động lực Vuông ra nhiều cái video nữa nha. Đó, và bây giờ bye bye.